Nếu phải chọn cái này giữa Big Bang Bone, tôi xin phép được chọn Big Bang Bone. Trừ 2 điểm vì quá dai, không thích nha. Cái này phải như này. Trước khi bắt đầu thì cùng nghe chúng mình hát một bài. Hai và vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều. Một người đó từ xa chờ em về. Vui là vui là vui, chúng mình vui quá. Đấy, đấy, nói chung là tiếp nối với phần 1 là các bạn bảo là bọn mình còn thiếu quá nhiều đồ ăn vặt nữa. Nên là phần 2 này chúng mình làm mở rộng nhiều đồ lắm mọi người ạ. Chị tự tin không? Hơi em rất tự tin nha. Wow. Mình sẽ phá đảo set này tại vì là mình là một chùm của đồ ăn vặt. Ngày xưa thì không có món nào cổng trường mình chưa sờ qua hết. Gì đây? Cái này cái gì đây? Bánh gấu. Tôi có bánh gấu. Tôi sờ là tôi biết ngay rồi. Hai ba bánh gấu. Bánh gấu nhá, anh ăn thì toàn bánh gấu cân thôi. Nhưng mà vị nó ngọt hơn, nghệ hơn đúng không? Ừ, ăn nó ngậy vị sữa hơn hồi xưa. Món này ăn ngon quá. Ngon nhỉ? Món ngon à? Ừ. Hai ba mê vị. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Đây nhặt em. Hai ba. Quê là quê là quê, chúng mình quê quá. Hai ba. 8 điểm. Em 8 rồi. Okay. Em 10 điểm. Em 10 điểm. Em không có cả lớp đường bên ngoài này. Là em vẫn nhớ vị hồi xưa hơn. Ừ. 6 điểm. 6 điểm. Được. Chưa ngửi đến mùi gì. Rồi tao biết luôn rồi. Đây là có đỏ đỏ bé bé đúng rồi, tí. Đúng rồi. 3 2 1. Ôi mày cân chuột. Chúng mời chúng tôi vô cái số này là gọi là sai lầm cực thiết không? Tưởng thức em đang có ăn cái này nhá. Nhưng không phải là gói này đâu. Nó là một cái gói to to hơn cơ. Xong rồi màu có màu hơi vàng vàng. Xong bên trong sẽ là nói chung là không phải cái màu này. Thôi sao bây giờ màu nó khác đấy. Ê, nói thật là đấy cũng không phải tuổi thơ của anh. Thế á? Ừ. Nó đấy cũng không phải tuổi thơ của em ấy. Nhưng mà nói chung là cái này vị vẫn như cái gói mình ăn ngày xưa. Vẫn ngon. 3, 2, 1, 3 điểm. Đấy, đây là món mình không thích nhất trong set này. 5 điểm. Dạ. Ồ, cái này có mùi rõ này. Rồi, biết luôn. Ê, em ấy khó quá em ạ. Ừ, thật sự luôn. Mọi người ơi, mình biết cái này là cái gì rồi, nha. Cái này là huyền thoại luôn, nhưng mà em không nhớ tên. Cái này là que cay. Cay cay. 2, 3, que cay. Chị đã bảo tăm cay. Vẫn là cay cay đúng không? Đúng rồi. Yes. Có một màu này, một màu đen với một màu... Thế á? Không, màu này không ngon đâu. Màu cam. Màu này cay đấy. Ngon như ngày xưa ấy. Ừ, không, ngày xưa mình không ăn một cỏi. Mình phải như này. Một nhúng. Bác tổ chức là bác mình kể chuyện tuổi thơ. À. Thì tuổi thơ của anh là anh hay có mấy màn trèo tường ở trường cấp 1 đấy, anh đi mua cái này. Ừ. Anh bật tuổi, anh bật cỏi. Mà trước ăn cái này, bác Giang lúc nhúc ở đây không có một cọng dây nịt trong đấy. Ui dồi ôi. Cọng dây nịt to luôn á. Cọng dây nịt, dây chun nịt màu vàng ấy. Ui dồi. Em là hay với qua cái khe cửa ấy. Cô ơi, con xin hai gói que cay. Chúng ta ăn cái này rồi, như này. Ờ, đúng rồi. Em đang bao nhiêu chiều? Tao. Thế ví dụ bạn đang ăn xong rồi bị gọi lên bảng nào ai và em đang bao nhiêu chiều? Thật là câu hỏi. Trả lời đi em. Nhắc lại câu hỏi. Mà ngon nha. Ngon. Này ngon như ngày xưa. 2, 3, 7. 5 điểm. 8 điểm. 8. Chẳng thấy mùi gì cả. Ui, dính ấy. Hay là khoai lang nhỉ? Phải không? À rồi, biết luôn. 3, 2, 1. Bò pía cay. Bò pía đấy. Ui, con mẹ tay quá. Ui dồi. Anh Bích Hà, 22 tuổi, ngày hôm qua vừa mua một hộp này để ở nhà. Ăn một ngày là hết. Ôi cho em 3 giây trước là ai bảo là tanh thế. Ui, con mẹ tanh quá. 1, 2, 3, 7. Mọi người hiểu khẩu vị của team hôm nay thì lý do tại sao mình và anh không hay quay chung với nhau. Chưa rồi, đang giảm cân. Chị đang cầm cái đĩa trên tay chị. Không ngửi mùi gì. Đâu? À, chim chim chim. À, chim chim à? À, à. Kẹo dẻo của Hồng Hà. Có phải hôm háo thì lại có bé bé cả đúng không? Đúng, gói ra có cái con gấu hoạt hình đấy đúng không? Nhưng mà hình mấy con khủng long, đúng thỏ các thứ ấy. Cậu chip chip. Ừ, chip chip. Chip chip này là cái chip chip ở trong cái gói màu vàng ấy. Màu đỏ. Màu vàng. Chip chip. Ok. Ê, ngon như xưa đấy. Nhưng mình phải thẳng thắn một câu nhá, cho đến tận bây giờ mình đã lớn và mình ăn rất nhiều loại chip chip thì chip chip Hải Hà vẫn là một thứ gì đấy 10 điểm trong lòng mình. Không bao giờ ăn được. Ôi, em thử gói màu đỏ cho. Chip chip Hải Hà ngon vãi nổi luôn. 10 điểm. 10 đấy. 3 2 1 9 điểm. 9 điểm thôi, không có gì là hoàn hảo. Nhưng mà nó hơn cái tắp cay mà. 9 rưỡi đi. 8 điểm. Trừ 2 điểm vì quá dai, không thích nha. Ơ, thì chị chị phải dai mà. Dai như mày. Không thích nha. Em chặt tay anh nhỉ. Ồ, kim đấy mày. Thế là à, kẹo dừa đúng không? Su hút. Ừ, luôn. Ừ, kẹo này ngon. Em thích kẹo này. Ừ. À, em biết rồi. Đây, em phải gặp cái kẹo mà lai lai lên kẹo dẻo, biết là bồn không? Kẹo su hút. Nhớ chưa? Đúng rồi.
Không thích ăn chọn này đâu. Mình sẽ kể cho mọi người tất cả các vị su hút nha. Nho, táo, cam, dâu. Kẹo ngon mà. Nhưng mà vẫn giống bị ngày xưa nhỉ? Không khác gì. Chắc đây trường sản xuất nó cũng thế. Cái này là phải được điểm 10 ở lớp học thêm thì mới được các cô tặng. Thế á? Ôi không biết. Ôi, à? Các cô ở chỗ em tặng cái này á? 7 điểm. 5 điểm. Anh ơi, em ăn nó quá ngọt. Anh ổn không? Nó em quá ngọt so với cái khẩu vị của anh. Ê, 5 điểm hơi quá cho hãng nha. 6. À, ngửi mùi là đã biết đây là cái gì rồi. Ủa rồi, cái gì đấy? Gì to. À, em biết không? Có phải là một phiên bản quay cánh khác không? Không, cái này gần đây vẫn hay ăn nha. À. Đây là miếng bìa. Nó tên là bánh tôm à? Nem tôm, đúng rồi, nem tôm. Ê, cái này như kiểu phù trúc mà nhúng vào hai dưa. Đúng rồi, nó chính là cái đấy luôn nha. Hả? Chắc em có đọc được một bài báo người ta gọi là cái này là bằng giấy vệ sinh. Đúng rồi, cái này là bằng xốp với cả xi măng trộn vào nhau, bắt đầu là lớp tẩm vượt xong rồi là phơi khô khoảng tầm 24 giờ. Cũng ngon. Cái này ngon. Ngày xưa anh không có cái này. Thế á? Ừ. Cái này là thuộc hàng đắt nha. Ăn ung thư đấy, mà ngon quá. Nhỏ ngon mà em thích cái này mà em chấm cái này 8 điểm. Ê, chỉ cái này mới là bìa ấy. Cái này phải bìa không? 3 điểm. 5 điểm. 1 điểm. Ăn tôi là không nên ăn ung thư đấy. Tiếp theo. Ủa, trò tròn này mình chưa được ăn bao giờ. À, chờ được lâu. Vãi tử thân cái này. Ở bên trong rỗng ạ, bên trong chả có gì đâu. Đi hết Big Bubble. Nếu phải chọn cái này giữa Big Bubble, tôi xin phép được chọn Big Bubble. Cái này nó có thêm một cái vị kiểu hóa học sữa ấy, mình ăn mấy kẹo sữa bị hóa học ấy. 1, 2, 3, 2 điểm. Nhạc trong người. Ừ, thế là ô mai. Mọi người biết cái hộp mứt nó có mấy cái táo khô với cả cái gì khô ấy. Ăn kinh. Cái này người ta phơi ngoài sân đấy chị, không có người ta rạc vào túi. Ui vãi. 3 tiền một gói này ấy. Đấy chưa 2.000 một gói, mọi người đòi hỏi bây giờ, gì? Bây giờ vẫn 2.000 một gói á? Ừ. 9 điểm. Đấy. Không. 4 điểm. 1 điểm. Mày khó tính ấy. Ăn nó bị khô rom rớp ấy. Thì nó là táo khô mà. Em biết đây là mùi gì rồi. Rồi tao biết, bim bim khoai tây. Dạ yeah. Không thể cãi được. Bim bim khoai tây tao biết giá luôn. 2.500 một hộp. Đúng rồi. Đấy chuẩn mà, không thể cãi được. Đây bim bim tôm. Đây. Ngon, cái này ngon nhờ, dễ ăn. 2, 3, 7 6 điểm. Thế mà bảo là kêu mê lắm. Không, ngon thì ngon thật, nhưng cái này rất ngọt. Tức là mọi người chỉ ăn được một gói thôi ấy. Hôm sau đấy là sẽ bị kiểu ngọt gắt luôn. Đúng rồi. Nhưng mà ngon nha. Và chúng mình đã quay xong số quay đoán đồ ăn vặt tuổi thơ phần 2 ngày hôm nay. Và thế là trong một chiều buồn anh nói với em. Đắm say ngọt ngào như thịt cha chưa chát. Như ngày xưa mai hoa tặng chim chim cho dài.